ghê chưa, hình cậu này giờ nó chuyển qua bình thường không, qua đây nè, hình quỷ nè không, ma nè không, chuyển ra bình thường, quỷ nè, khiếp chưa, đây, y tá bình thường nè, giờ chuyển nè, chuyển qua nè. Yeah, yeah. Đây người bình thường nè ha, bình thường là chuyển nè, quý vị thấy không, đây Halloween đó, nhìn thấy rồi chưa, tao dừng máy tính thì thấy cái hình này là quen thuộc đúng không quý vị, cái hình này thì rất là quen thuộc, hình này là của hacker nổi tiếng nè không, quý vị thấy sao, khỏe không, ở này thì sao nè, đúng không, cái này mới thấy ghê nè. Thì sao quý vị? Ghê quá, ghê quá, ghê quá, ghê quá. Đây, cảnh sát Mỹ hả? Ok, vô được à? Đây, biệt đội SWAT. Đây, đủ thứ đồ của cảnh sát hết rồi. Cảnh sát này uống kiểu gì là có kiểu đó. Đây là phần chết nè. Vậy đúng không? Vậy đúng không? Thấy ghê không? Thấy ghê không? Halloween. Thấy như vậy không? Chết đây không hả? Vậy thấy không? Con dao mà có máu nè. Con dao mà có máu nè. Kinh khủng chưa? Đây máu còn chảy nè. Là mặt nạ đây quá trang. Các kiểu rồi, thấy ghê không? Muốn cái gì thì đổi cái đó vô. Trò hết người ta mua về người ta quá trang, muốn làm trò gì đó làm đó. Nhưng mà nhớ đừng có hù mấy người yếu vía nha, mất công họ có chuyện gì thì mệt á. Nhìn cái đám này ghê quá, đám quỷ nè, quá ghê luôn, muốn là kinh dị Mỹ. Trên thấy ghê không? Rồi cái đầu Halloween nè, người ta đậu vô á, đúng không? Cái chỗ này nó bán mấy cái đồ coi như kinh dị hơi bị nhiều nè. Cái đầu lâu đỏ hỏn nè, đủ là đầu lâu quá trơn, có gì coi là xương sỏ nè, mấy con chuột nè, chó nè, mấy nhỏ nó có sợ khoái nữa, khoái nữa thấy không? Cũng 19 rồi, 19 rồi. Thấy ghê không? Thậm chí chén dĩa cũng là hình ảnh Halloween. Chén dĩa đầu lâu Halloween. Mỹ suy nghĩ đơn giản, thích ta làm thôi. Chẳng có gì kiêng cử ở xứ mình này, cho là cái này ghê không? Nhìn không có nên, thấy ghê không? Ở đây nó hẳn quan trọng gì nữa. Vô rắn nè, hai đầu quạ cú nữa.
đầu lâu rồi cái bia mộ nó chơi đủ trò hết bây giờ coi nè. Đó, nít nó khoái vô nó chơi. Đây, Halloween. Xuống đây coi nè. Ừ, dạ. Đây nè.